Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 125 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ sau khi rời khỏi bắc cảnh diệp huyền tới thẳng huyền hoàng giới tại cửa huyền hoàng điện dương lão chặn trước mặt hắn diệp vương bây giờ bệ hạ tạm thời không có cách nào tiếp khách xin hãy lượng thứ diệp huyền liếc mắt nhìn vào bên trong đại điện khi nào thì nàng ta mới có thể tiếp khách dương lão đáp ba ngày sau diệp huyền nhìn hắn ta ba ngày sau sao dương lão gật đầu diệp huyền cười bảo đây là cố tình tránh ta có đúng không dương lão không đáp diệp huyền gật đầu không cưỡng cầu cáo từ nói xong hắn quay người rời đi mà đúng lúc này đột nhiên một giọng nói truyền ra từ trong đại điện diệp công tử là giọng của huyền hoàng chủ diệp huyền quay người bấy giờ huyền hoàng chủ đi ra ngoài nàng bước đến trước mặt hắn hơi mỉm cười lần này diệp công tử tới đây là vì chuyện trên đỉnh nhai sơn phải không diệp huyền gật đầu muốn xin huyền hoàng chủ chỉ dạy huyền hoàng chủ im lặng diệp huyền cười hỏi không thể nói sao. Huyền Hoàng Chủ nhẹ giọng đáp, lần này chỉ sợ các người phải quyết trí đến cùng rồi. Quyết trí đến cùng, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn biết có những thế lực nào. Huyền Hoàng Chủ nhìn hắn, hiên viên gia, vu tộc, thiên môn, kiếm vũ môn, bốn thế lực này đều đã biết. Đã biết, Diệp Huyền cười hỏi, vậy chưa biết thì sao? Huyền Hoàng Chủ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, bọn họ nhằm vào ta hay là nhằm vào nữ tử váy trắng? Huyền Hoàng Chủ nhìn về phía Diệp Huyền. Có gì khác biệt sao? Bọn họ nhằm vào ngươi cũng có nghĩa bọn họ có cách nhằm vào nữ tử váy trắng. Diệp Huyền im lặng. Huyền Hoàng Chủ nhẹ giọng nói. Thật ra ngươi có thể trốn. Trốn. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng Chủ cười hỏi. Trốn thế nào? Huyền Hoàng Chủ nhìn hắn, nếu ngươi trốn, ta tin, cho dù là bọn họ, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được ngươi dễ dàng. Chẳng qua, ngươi phải vứt bỏ toàn bộ người ở Bắc Cảnh. Vứt bỏ toàn bộ người ở Bắc Cảnh, Diệp Huyền lắc đầu cười, còn cách nào khác không? Huyền Hoàng Chủ cười đáp, người sống sót mới có khả năng vô hạn diệp công tử vô cùng có thiên phú nếu sống thêm mấy chục năm nữa thì ngươi của khi ấy sẽ không còn địch thủ ở huyền hoàng đại thế giới nữa thậm chí còn có sân khấu rộng lớn hơn có nhất thiết phải liều chết với bọn họ vào lúc này không diệp huyền nhún vai cười bảo thật ra ta cũng rất muốn trốn nhưng nếu ta trốn đi người cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho bắc cảnh sau huyền hoàng chủ khẽ cười đều là mấy người không quan trọng hà tất phải quá mức để ý diệp huyền nhìn nàng bọn họ là bạn của ta là những người đi theo ta huyền hoàng chủ nhìn hắn rất lâu cuối cùng nàng gật đầu vậy thì chúc diệp công tử may mắn cơ mà nên nói là hy vọng vị sau lưng diệp công tử đó đủ mạnh mới phải nói xong nàng quay người rời đi chẳng qua rất nhanh đã dừng lại Diệp Công Tử, đỉnh Nhai Sơn này chính là nơi năm đó tổ sư của hiên viên gia ngộ đạo. Thần kiếm của hiên viên gia cũng ở nơi này. Bọn họ chọn chiến trường ở đây chắc chắn có thầm ý. Diệp Công Tử cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhân tình này ta sẽ ghi nhớ. Nói xong hắn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, Dương Lão nhẹ giọng nói. Bệ hạ, hắn có mấy phần thắng. Huyền Hoàng Chủ đáp, nếu một mình hắn thì chẳng có nổi một phần thắng nào. Dương Lão hỏi, nếu cậu thêm nữ tử váy trắng đó thì sao? Huyền Hoàng Chủ nhẹ giọng bảo, nếu nữ nhân đó là vị chi cảnh thì có lẽ còn có cơ hội sống sót, mà nếu chưa đạt đến vị chi cảnh, vậy nàng ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nghe vậy, vẻ mặt của Dương Lão hơi nặng nề. Tại sao? Sắc mặt của Huyền Hoàng Chủ cũng dần dần nặng nề. Đỉnh Nhai Sơn, nơi đó không đơn giản. Dương lão còn định hỏi tại sao nhưng huyền hoàng chủ đã đi vào trong đại điện. Hắn ta im lặng. Trong đại điện, huyền hoàng chủ đi tới trước bức họa một nam tử trung niên. Nam tử trung niên trong tranh mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn phía trước. Người sáng lập ra huyền hoàng giới, Lý Huyền Y, cái tên này đã từng là một thời đại thời đại ấy người này chấn áp tất cả các thế lực lớn ở huyền hoàng đại thế giới dùng sức của cá nhân sáng lập ra huyền hoàng giới đó chính là thời điểm huy hoàng nhất của huyền hoàng giới mà bây giờ đây huyền hoàng giới đã gần như sắp bị người đời quên mất cách gọi huyền hoàng chủ này thật ra chính là một trò cười vì người bên ngoài hoàn toàn không chấp nhận mà sở dĩ đến giờ huyền hoàng giới vẫn còn tồn tại chính là vì người trong bức họa trước mặt này tuy rằng lý huyền y đã biến mất nhiều năm nhưng không một thế lực nào dám coi thường hắn ta vì năm đó hắn ta được xưng là người có khả năng vượt qua vị tri cảnh nhất nếu loại người này để lại một sợi linh hồn ở huyền hoàng giới, ai muốn diệt huyền hoàng giới thì phải gánh chịu lửa giận của đối phương. Mà khi huyền hoàng giới đang yếu thế còn chủ động từ bỏ quyền kiểm soát, những địa bàn bên ngoài đó vì thế cũng không có thế lực nào liều chết với bọn họ. Ai cũng kiêng rẻ vị lý huyền y này. Huyền Hoàng Chủ nhìn bức họa trước mặt rất lâu, đột nhiên khẽ cười. Tổ tiên, Huyền Hoàng Giới sẽ không xuống dốc, nhất định sẽ không. Vừa dứt lời, nàng đi đến trước mặt bức họa đó. Lòng bàn tay mở ra, một đoạn phi đao nằm trong lòng bàn tay nàng. Phi đao thiếu mất một góc. Huyền Hoàng Chủ nhìn phi đao trong tay mà mỉm cười. Người đời đều biết thanh thần kiếm của hiên viên tộc sắc bén số một. Thật ra, lại có ai biết thần khí sắc bén nhất huyền hoàng đại thế giới này lại là ngươi chưa? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến gì đó, nụ cười dần dần biến mất. Bây giờ, ngươi đã gặp được một đối thủ rồi, độ sắc bén của thanh kiếm đó sợ là không dưới ngươi đâu. Đúng lúc này, đột nhiên thanh phi đao này hơi rung lên, một sợi đau mang lóe lên bên trên lưỡi đao. Huyền Hoàng chủ cười bảo, "Ngày khác lại cho các ngươi luận bàn một chút." Nói xong nàng quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền về đến Bắc Cảnh, hắn nhốt mình trong phòng trong giới ngục tháp, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt bày ba thanh kiếm cấp bậc thần cảnh. Diệp Huyền cầm một thanh kiếm cấp thần cảnh cắm vào trong bụng mình. Một luồng năng lượng tinh thuần lập tức tàn ra từ trong cơ thể hắn. Rất nhanh, cả người hắn đã bắt đầu chấn động. Những luồng khí tức lớn mạnh bắt đầu bùng phát ra từ trong cơ thể hắn. Không gian xung quanh nổi lên những vòng gợn sóng, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại, như thường. Lần này, Diệp Huyền đầy nhanh tốc độ hấp thu vì hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ, hắn đang ở tạo hóa cảnh, nhất định phải đạt đến đạo cảnh. Mỗi lần thăng lên một cảnh giới, đối với thực lực của hắn hiện tại mà nói, đều là một sự cải thiện vô cùng lớn. Mà lần này đến đỉnh nhai sơn, nếu nữ tử váy trắng xuất hiện thì còn đỡ. Nhưng nếu đối phương không xuất hiện, vậy hắn thật sự chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Hắn không thể gửi gắm tất cả hy vọng lên người nữ tử váy trắng được, vì hắn cũng không chắc chắn 100% nàng sẽ xuất hiện cứ như vậy thời gian trôi qua từng chút một vào ngày thứ hai hắn đã cắn nuốt sạch ba thanh thần kiếm nếu như không phải nhục thân của hắn đủ mạnh thì hắn có khả năng đã chơi chết mình rồi vì năng lượng của ba thanh thần kiếm đó thật sự quá lớn mạnh hắn điên cuồng hấp thụ đêm muộn ngày thứ hai đột nhiên diệp huyền đứng dậy hắn vừa mới đứng dậy đã có một luồng khí tức mạnh mẽ chợt bật ra khỏi cơ thể hắn hắn mở to hai mắt trong mắt bắn ra hai đường kiếm quang mà lúc này bên khóe miệng cũng chậm rãi nhiễu ra một vệt máu tươi diệp huyền lau máu tươi bên khóe miệng cười khổ lần này tuy hắn cưỡng chế kích thích đến đạo cảnh nhưng vẫn quá vội một lần vội này đã tạo thành tổn thương không nhỏ cho lục phù ngũ tạng của hắn chẳng qua vẫn còn may nhục thân của hắn là thần cảnh cho nên thương tích này cũng không nghiêm trọng cho lắm nếu như không phải nhục thân đủ mạnh vừa rồi hắn chơi như vậy sợ là thật sự đã chơi mình thành tàn phế luôn rồi thu lại suy nghĩ diệp huyền rời khỏi giới ngục tháp lúc này đã là đêm muộn trong bầu trời đêm một vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu diệp huyền mỉm cười sau đó hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía chân trời nhưng rất nhanh hắn đã dừng lại cách đó không xa phía trước có ba người đứng đó an lan tú mạc tà và liên vạn lý cầm đại đao kia nữa mạc tà nhìn diệp huyền mỉm cười nói phải dẫn chúng ta đi nữa diệp huyền nhẹ giọng nói sẽ chết Mạc Tà đáp, "Chúng ta là bạn." Nói xong, hắn ta đi đến trước mặt Diệp Huyền, nhẹ giọng bảo, "Ta cùng ngươi đi liều mạng. Bạn thế nào mới gọi là bạn chân chính đây? Chính là người sẽ đứng ra vào lúc ngươi khó khăn nhất, gặp nguy hiểm nhất, hoạn nạn mới thấy lòng người." Nhìn ba người Mạc Tà ở trước mặt, Diệp Huyền chợt bật cười, trên con đường phía trước, hắn cũng không còn cô độc nữa diệp huyền hắn cả đời này có kẻ địch vô số nhưng cũng có huynh đệ và hồng nhan của mình hắn nhìn ba người ở trước mặt gửi bảo ta đi là được rồi mạc tà lắc đầu ta có thể giúp được vừa dứt lời hắn ta mở lòng bàn tay ra một luồng sức mạnh tàn ra từ trên đó thần cảnh diệp huyền có hơi kinh ngạc hắn không ngờ vậy mà mạc tà đã đạt đến thần cảnh rồi dường như nghĩ đến gì đó hắn vội vàng nhìn về phía an lan tú và liên vạn lý hai người cũng đã đạt đến thần cảnh thần cảnh giống như biết điều mà diệp huyền đang nghĩ liên vạn lý ở bên cạnh đột nhiên nói thần cảnh đan thần cảnh đan thiên phú của ba người trước mặt cũng không hề kém hơn hắn chút nào thậm chí còn hơn cả hắn mà cái ba người họ thiếu thật ra chính là cơ duyên và tài nguyên có rất nhiều lúc diệp huyền nghĩ nếu giới ngục tháp ở trên người ba người này có lẽ bọn họ sẽ còn ưu tú hơn mình thế giới này có rất nhiều người thật sự rất xuất sắc hơn nữa còn đủ cố gắng nhưng trên đời này có rất nhiều lúc không chỉ mỗi cố gắng là đủ chín phần cố gắng một phần cơ duyên mà nếu không có một phần cơ duyên đó có khả năng dù có cố gắng bao nhiêu cũng đều là uổng phí cố gắng diệp huyền nắm chặt thanh kiếm trong tay người ưu tú trên thế giới này quá nhiều hắn thu lại suy nghĩ nhìn về phía ba người trước mắt chuyến này cứ để một mình ta đi thôi hắn biết rất rõ thứ mà mình sắp đối mặt là gì thực lực của ba người trước mặt đều rất mạnh tuy đều chỉ là thần cảnh nhưng chắc chắn có thể chiến một trận với cường giả bán bộ đăng phong cảnh thế nhưng người mà hắn phải đối mặt bây giờ chắc chắn không phải bán bộ đăng phong cảnh mà là đăng phong cảnh thậm chí là trên cả đăng phong cảnh ba người mạc tà đi sẽ chỉ hy sinh uổng phí mà mạc tà lại lắc đầu chúng ta đã quyết định rồi chớ có nói nhiều thêm diệp huyền lắc đầu không có ý nghĩa mạc tà nhìn hắn đối với chúng ta mà nói thì có Diệp Huyền im lặng. Lúc này An Lan Tú đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, cùng nhau đối mặt đi. Liên Vạn Lý ở bên cạnh cũng hơi gật đầu, không thể bất cứ chuyện gì cũng chỉ có mình ngươi gánh vác được. Diệp Huyền đang định nói thì lúc này Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi phía cuối chân trời đã hiện lên một vạt trắng bạc. Trời sáng rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn ba người trước mắt, thật sự phải đi chung sao? liên vạn lý nói với vẻ bất mãn có thể đừng ủy mị nữa được không đi thôi diệp huyền im lặng một lúc sau đó bảo vậy đi thôi vừa dứt lời bốn người cùng biến mất ở phía cuối chân trời sau khi bốn người rời đi thượng quan tiên nhi và khương cửu cũng theo qua đó thượng quan tiên nhi nhìn về phía cuối chân trời nhẹ giọng hỏi bọn họ sẽ về đúng không khương cửu gật đầu sẽ nhất định sẽ Phía cuối chân trời xa xăm, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, bên cạnh hắn là ba người mạc tà. Đôi mắt hắn nhắm lại, không biết đang nghĩ gì, tay phải của mạc tà siết chặt đặt trước ngực, tay trái cầm một quyển sách cổ, đang đọc rất nhập tâm. Lúc này, Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, biết đối thủ là ai không? Diệp Huyền đáp, hiên viên gia, vu tộc, kiếm vũ môn, còn có thiên môn gì đó nữa. Đây là đã biết, vẫn còn thế lực chưa biết nữa. Liên Vạn Lý nhẹ giọng hỏi, còn thế lực chưa biết nữa sao diệp huyền gật đầu liên vạn lý lại hỏi có mấy phần thắng diệp huyền đáp không biết liên vạn lý gật đầu không hỏi thêm gì nữa lúc này diệp huyền ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời nhẹ giọng nói không quản được nhiều như thế đánh với bọn họ là được rồi mạc ta cười nhẹ cũng đúng chúng ta đã không còn đường lui nữa chiến là đúng diệp huyền cười ha hả chiến một trận với bọn họ vừa dứt lời bốn người đã đẩy nhanh tốc độ huyền hoàng giới huyền hoàng chủ ngồi trên thềm đá trước huyền hoàng điện một hắc y nhân quỳ trước mặt nàng huyền hoàng chủ hỏi với giọng lạnh nhạt chỉ bốn người bọn họ sao hắc y nhân gật đầu chỉ có bốn người sau khi huyền hoàng chủ im lặng một lúc lại nhẹ giọng bảo chắc chắn chứ hắc y nhân đáp thuộc hạ chắc chắn huyền hoàng chủ mỉm cười thế này cũng thú vị phết nói xong nàng dường như nghĩ đến gì đó lại hỏi đạo môn có động tĩnh gì không hắc y nhân lắc đầu chuyện này thuộc hạ không biết phía bên đạo môn người của chúng ta hoàn toàn không cài cắm vào được huyền hoàng chủ đứng dậy đi thôi đi xem lần này sẽ kết thúc như thế nào nói xong nàng đi về phía xa mà phía sau nàng đột nhiên xuất hiện năm hắc y nhân năm người đều là đăng phong cảnh trên đường có người hỏi bệ hạ định ra tay sau huyền hoàng chủ mỉm cười xem tình hình đã giọng nói đó trầm thấp bảo Chuyện lần này không đơn giản, bất cần một cái, chúng ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Huyền Hoàng Chủ nhẹ giọng nói, hy vọng bọn họ chơi giữ một chút. Đạo môn, A à Bố đứng trên tường thành nhìn về phía chân trời xa xa, bên cạnh hắn ta chính là Mạc Lão. Mạc Lão trầm giọng nói, mấy nhà đó thật sự muốn liều chết với Diệp Huyền này sao? A à Bố cười bảo, bằng không thì sao chứ? Mấy bảo vật đó đừng nói là bọn họ, cho dù là chúng ta cũng động lòng đây này. Mạc lão nhìn về phía hắn ta. Trưởng lão, A à bố khẽ cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ không ra tay với hắn. Nói một cách nghiêm khắc thì tiểu tử này cũng được tính là cùng một ruột với chúng ta. Hơn nữa, bây giờ chúng ta cần thời gian mà hắn ta vừa vặn có thể tranh thủ ít thời gian cho chúng ta. Mạc lão trầm giọng nói, hắn có mấy phần thắng. A à bố lắc đầu, cái này phải xem thực lực của nữ tử váy trắng đã. Nếu thực lực của người này mạnh, vậy thì hắn còn có một chút đường sống." Nữ tử váy trắng, vẻ mặt của Mạc lão hơi phức tạp, nữ nhân này thật sự thần bí. A à, bố cười bảo, "Đúng thật, chẳng qua lần này nếu như nàng ta xuất hiện, chúng ta chắc chắn cũng sẽ biết thực lực chân chính của nàng ta." Nói xong, hắn ta ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, "Đi thôi, đi xem 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 hôm nay sẽ có kết cục thế nào." Nói xong hắn ta trực tiếp biến mất, Mạc lão cũng biến mất ngay sau đó. Kiếm Vũ môn, Kiếm Vũ điện, Kiếm Vũ điện là nơi thần thánh nhất ở Kiếm Vũ môn, vì đây là chỗ năm đó tổ sư của Kiếm Vũ môn sống. Đại điện rất lớn trong toàn bộ đại điện, chỉ có một pho tượng, một nữ tử áo bào trắng bên hông treo một hồ lô rượu, vô cùng anh khí, người này chính là tổ sư của Kiếm Vũ môn. Là người năm ấy đánh khắp huyền hoàng đại thế giới không có địch thủ, quyền kiếm vô song. Chẳng qua, người bình thường đều chỉ thấy nàng ra quyền, chứ rất ít người từng thấy nàng xuất kiếm. Vì vậy, trình độ kiếm đạo của nàng vẫn luôn là một ẩn số, nhưng nắm đấm của nàng đã đủ xưng bá ở thời đại ấy rồi. Lúc này, đột nhiên cửa đại điện mở ra, một lão già bước vào bên trong. Lão già mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn có hơi giả nua, nhưng đôi mắt của hắn ta lại sáng ngời hữu thần, sắc bén như đào người này chính là môn chủ đời trước của kiếm vũ môn trần biệt giang nếu cái tên này đặt ở nghìn năm trước cũng là không ai không biết không ai không hay trần biệt giang đi đến trước pho tượng đó hắn ta cung kính hành lễ tổ sư trận chiến lần này liên quan đến sự thịnh suy của kiếm vũ môn ta vẫn mong tổ sư phù hộ cho kiếm vũ môn ta nói xong hắn ta mở lòng bàn tay ra một chiếc hộp màu đen tuyền phía sau bức tượng bay vào trong tay Trần Biệt Giang nhận lấy cái hộp, sau đó hành lễ một lần nữa, tiếp đó mới quay người rời đi. Phía sau, đôi mắt của pho tượng đó nhìn thẳng, vẻ mặt hở hững. Hiên viên già, một ngày này, một lão già lưng còng đi vào trong hiên viên điện. Lưng của hắn ta rất còng, điều này khiến hắn ta thoạt nhìn rất lùn, bên hồng hắn ta còn dắt một thanh trường kiếm vỏ đen người này chính là gia chủ đời trước của hiên viên gia chẳng qua người này sống quá lâu lâu đến mức ngay cả phần lớn trong hiên viên gia còn không biết rốt cuộc hắn ta là gia chủ của thế hệ nào nữa chỉ biết trong gia tộc có một người như vậy lão già lưng còng đi đến trước mặt một pho tượng pho tượng đằng trước này chính là lão tổ của hiên viên gia năm đó hiên viên thị Năm đó, hiên viên gia cường thế quật khởi chính là nhờ người này. Một người một kiếm mạnh mẽ vùng lên ở huyền hoàng đại thế giới. Lão già lưng còng cúi người thật sâu trước pho tượng. Sau đó, lòng bàn tay hắn ta mở ra, thanh kiếm bên hông pho tượng đó bất chợt hóa thành một đường kiếm quang màu vàng bay vào trong tay hắn ta. Lão già lưng còng nhận lấy kiếm rồi quay người rời đi trong một đám mây nào đó một lão giả bạch y lặng lẽ đứng bên cạnh hắn ta còn có một lão giả hắc y nữa nếu diệp huyền ở đây có lẽ sẽ nhận ra hai người này hai người này chính là hai người trước đó dẫn diệp linh đi thần điện vẻ mặt của lão giả bạch y không có cảm xúc chỉ bốn người bọn họ sau lão giả hắc y gật đầu chỉ bốn người lão giả bạch y hỏi tiểu nữ hài bên kiếm vũ môn ngày đó bây giờ đang ở đâu Lão giả bạch y hơi do dự, sau đó đáp, không biết. Lão giả bạch y nhíu mày, không biết sao. Lão giả hắc y gật đầu, tốc độ của tiểu nữ hài đó cực nhanh, người của chúng ta hoàn toàn không đuổi kịp, hơn nữa cũng không dám quá mức gần. Lão giả bạch y im lặng một lúc, sau đó nói, bỏ đi, chẳng qua chỉ là một vân thân, không cần để ý đến nàng ta. Nói xong hắn ta quay người nhìn về phía xa, trong tầng mây xa xa đó có một đỉnh núi đứng sừng sững đỉnh Nhai Sơn, mà trên đỉnh Nhai Sơn đó còn treo ngược một thanh kiếm đá. Lão già Bạch Y nhẹ giọng nói, nằm đó ở đây có một siêu thế lực. Lão già Hắc Y nói, kiếm tông sao? Lão già Bạch Y gật đầu, kiếm tông rất mạnh. Lão già Hắc Y trầm giọng nói, hình như tôn giả rất hiểu về tông môn này. Lão già Bạch Y gật đầu, chỉ có tốt người già nhất mới biết tông môn này đáng sợ bao nhiêu. Năm đó Kiếm tông vừa ra kiếm phong, ai dám giao tranh chứ? Lão già Hắc Y nói, vậy Hiên Viên gia và Kiếm tông có nguồn gốc như thế nào? Lão già Bạch Y cười một tiếng, chẳng qua chỉ là may mắn nhận được một cơ duyên mà thôi. Nói đến đây, hình như hắn ta nghĩ đến gì đó, hơi nhíu mày lại, chẳng qua thanh kiếm đó cũng hơi đặc biệt, thần kiếm sao? Lão già Hắc Y hỏi, lão già Bạch Y gật đầu, kiếm này ở trên đỉnh Nhai Sơn, sợ là sẽ có hiệu quả kỳ diệu nói đến đây hắn ta chợt nhìn xuống dưới bọn họ tới rồi bên dưới cách đó không xa một nam tử ngự kiếm bay tới bên cạnh nam tử còn có một nam hai nữ chính là bốn người diệp huyền trên đỉnh nhai sơn bốn người diệp huyền tới bên dưới chân núi nhai sơn đứng ở chân núi nhìn lên hoàn toàn không thể thấy được đỉnh núi vì nó quá cao đã lọt thẳng vào tầng mây rồi kiếm tông diệp huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi hắn hơi tò mò tò mò về kiếm tông ở trên đỉnh nhai sơn này kiếm tông này có liên quan gì đến kiếm tông ở hỗn độn vũ trụ đó không sau một lúc diệp huyền nhẹ giọng nói chúng ta lên trên đi nói xong hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lao vút lên trời sau lưng hắn ba người an lan tú cũng theo sát phía sau chưa đến một lúc bốn người diệp huyền đã lên đến đỉnh nhai sơn mà trên đỉnh núi mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh diệp huyền đi về phía xa có thể tùy tiện tìm thấy một vài tàn kiếm ở hai bên xung quanh, mà cách trăm trượng phía trước có một cung điện màu đen, trên bầu trời cung điện còn có một thanh kiếm đá treo ngược. Không lâu sau, bốn người Diệp Huyền đã tới trước cung điện, phía trên cửa đá cửa cung điện này khắc hai chữ lớn màu đen, Kiếm Tông, Kiếm Tông. Diệp Huyền nhìn vào bên trong cửa lớn, trước đại điện đó có một pho tượng đứng sừng sững. Nhìn thấy pho tượng này, hắn lập tức sững sờ bởi vì hắn nhận ra nó là pho tượng của nam tử thanh sam kia, lại là hắn ta. Quả nhiên có liên quan đến kiếm tông ở hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền đẩy nhanh bước chân, hắn đi đến trước mặt pho tượng của nam tử thanh sam kia. Nam tử thanh sam nhìn phía trước, có một đứa trẻ màu trắng ngồi trên bà vai hắn ta. Hắn ta cũng nhận ra đứa trẻ này chính là đứa trẻ đã xuất hiện giúp tiểu linh nhi ngày trước. Đứa trẻ này và nam tử Thanh Sam cùng một nhóm. Ánh mắt của Diệp Huyền rơi trên người của nam tử Thanh Sam, trong lòng hắn tràn đầy sự tò mò. Tại sao nhiều kiếm tông như vậy đều có pho tượng của nam tử Thanh Sam này? Rốt cuộc, nam tử Thanh Sam này có thân phận gì đây? Lúc này, đột nhiên Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng chỉ vào đứa trẻ trên vai của nam tử Thanh Sam. Diệp Huyền cười bảo, là nàng ta, Tiểu Linh Nhi cũng quan sát đứa trẻ đó với vẻ tò mò, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười bảo sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Tiểu Linh Nhi gật cái đầu nhỏ, sau đó trở về giới Ngục Tháp. Diệp Huyền nhìn về phía bội kiếm bên hông Nam Tử Thanh Sam, hắn cũng hiểu rõ thanh kiếm này đốt chính là kiếm trên đỉnh tháp. Rõ ràng Nam Tử Thanh Sam này đã từng là một trong những người bị trọng thương trong giới Ngục Tháp. Sau khi Diệp Huyền im lặng một lúc, hắn đi về phía đại điện. Rất nhanh, hắn và ba người An Lan Tú đã vào trong đại điện. Bên trong đại điện trống hơ trống hoác, chẳng qua trong này lại rất sạch sẽ, rất dễ nhận thấy có người thường xuyên dọn dẹp nơi đây. Diệp Huyền cười hỏi, sao vậy, còn không ra ngoài sao? Vừa dứt lời, đột nhiên có bốn người xuất hiện trước mặt hắn. Người dẫn đầu là một lão già lưng còng, trong tay lão già cầm một thanh kiếm màu vàng kim hắn ta nhìn Diệp Huyền với ánh mắt bình tĩnh. Bên cạnh lão giả lưng còng còn có một lão giả hắc y, người này chính là lão tổ của kiếm vũ môn Trần Biệt Giang. Ánh mắt của Trần Biệt Giang nhìn trầm trầm vào thanh kiếm bên hông Diệp Huyền, mà bên cạnh Trần Biệt Giang có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này có dáng người cường tráng, trên mặt vẽ chi chít đủ các loại phù văn thần bí khác nhau, thoạt nhìn có hơi dọa người, vu tộc người trước mặt này chính là tộc trưởng đương nhiệm của vu tộc phù u bên phải phù u là một hắc y nhân khác hắc y nhân đội nón lá trên đầu không nhìn rõ được gương mặt thật sự người này chính là môn chủ của thiên môn không ai biết thân phận chân chính của hắn ta và cũng không ai biết tên của hắn ta là gì diệp huyền nhìn về phía môn chủ thiên môn cười nói lúc trước khi ta tới người chính là người đã nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng môn chủ thiên môn khản giọng bảo trước khác nay khác diệp huyền cười ha hả hay cho một câu trước khác nay khác nói xong hắn liếc mắt nhìn bốn người sao đây các ngươi muốn nói chuyện với ta sao lão già lưng còng của hiên viên gia nhìn diệp huyền thiếu niên ngươi là một người thông minh chắc hẳn biết rõ phải chọn thế nào mới có lợi cho ngươi diệp huyền cười đáp các ngươi cũng là người thông minh theo như ta biết thì sau lưng các ngươi còn có một thần điện đúng không hai mắt của lão già lưng còng híp lại người biết cũng không ít đâu diệp huyền cười đáp ta vẫn hơi không hiểu được các ngươi giết ta rồi vậy thì ngũ duy trí bảo rốt cuộc thuộc về ai là bốn nhà các ngươi hay là thần điện sau lưng các ngươi lão già lưng còng lắc đầu lúc này rồi ngươi đừng chơi mấy thủ đoạn nhỏ này về phần chia thế nào chúng ta sẽ bàn bạc sau nói xong hắn ta nhìn về phía diệp huyền người có hai sự lựa chọn thứ nhất gọi người sau lưng ngươi ra liều chết với bọn ta thứ hai giao ngũ duy trí bảo đó và thanh thần kiếm của vũ môn ra. diệp huyền cười bảo sau khi ta giao ra các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sau lão già lương còng chỉ nhìn diệp huyền mà không nói gì cả diệp huyền liếc mắt nhìn bốn người cười nói thật ra cho dù là thế nào thì các ngươi cũng sẽ không để ta sống đúng chứ lão già lương còng gật đầu đúng Diệp Huyền nhún vai. Vậy còn nói gì nữa? Chiến thôi. Chiến. Nghe được lời của hắn, lão già lưng còng nhìn qua. Hắn ta chỉ nhìn như vậy chứ không hề ra tay. Về phần Diệp Huyền, hắn ta cũng không hề kiêng rè gì. Người mà hắn ta kiêng rè là người sau lưng Diệp Huyền kia kìa. Nữ tử váy trắng sau lưng Diệp Huyền này thật sự quá thần bí. Thần bí đến mức bọn họ không thể không kiêng rè nếu như không phải ngũ duy trí bảo thật sự quá mê người thì bọn họ cũng không bằng lòng đối địch với loại cường già ở cấp bậc này đúng lúc này lão tổ của kiếm vũ môn trần biệt giang đột nhiên nói còn muốn do dự gì nữa nghe vậy lão già lưng còng hơi hơi gật đầu hắn ta vung tay phải toàn bộ đại điện kiếm tông bất chợt sụp đổ mà sau khi đại điện kiếm tông sụp đổ đột nhiên xung quanh bốn người diệp huyền xuất hiện bốn cột sáng kiếm quang. Bốn đường kiếm quang lao vút lên trời, lọt thẳng vào trong tầng mây. Cùng với sự xuất hiện của bốn đường kiếm quang này, một mảnh kiếm khí trực tiếp xuất hiện quanh người đám người Diệp Huyền. Kiếm trận, Diệp Huyền cười bảo, đối phó với bốn người bọn ta mà bày ra trận thế lớn như vậy sao? Lão già Lương còng không thay đổi vẻ mặt, nếu đoán không lầm thì người của ngươi chắc hẳn đang ở quanh quẩn đâu đây, đúng không? Diệp Huyền nhìn lão già lưng còng, người đoán xem lão già lưng còng không phí thêm nửa lời vô nghĩa nào nữa hắn ta chợt tung một trường ra một trường này vừa ra không gian xung quanh đã trực tiếp bị đánh vỡ mà trong nháy mắt lão già lưng còng ra tay diệp huyền cũng bất ngờ rút kiếm chém một đường một đường kiếm quang chém thẳng xuống đổ vỡ tất cả một tiếng vang dội chợt vang lên ngay sau đó cả người diệp huyền trực tiếp bay ngược ra sau một lần này đập thẳng lên bức tường kiếm khí đó toàn bộ bức tường kiếm khí chấn động dữ dội diệp huyền rơi xuống đất lão già lưng còng đó đánh bay diệp huyền bằng một trường xong cũng không hề ra tay nữa mà quay người liếc mắt nhìn toàn bộ xung quanh vẻ mặt của ba người còn lại đều hơi đề phòng lần này mục đích của bọn họ thật sự không phải là hắn diệp huyền quả thật là yêu nghiệt hơn nữa còn vô cùng yêu nghiệt nhưng bây giờ hắn vẫn còn quá trẻ vẫn chưa thể tạo thành mối đe dọa gì cho bọn họ được người mà bọn họ kiêng dè thật sự là nữ tử váy trắng phía sau hắn tuy bọn họ đã chuẩn bị sẵn nhưng đối với loại cường giả ở cấp bậc này bọn họ vẫn không dám có một chút coi thường nào thế nhưng xung quanh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì cả lão giả lưng còng hai mắt híp lại hắn ta quay đầu nhìn về phía diệp huyền cách đó không xa Ngươi không gọi người của mình ra sao? Cách đó không xa, Diệp Huyền lau máu tươi bên khóe miệng. Đột nhiên cả người hắn biến mất. Một tiếng kiếm minh bất chợt vang vọng trong sân. Nhất kiếm vô lượng. Trong nháy mắt Diệp Huyền biến mất đó, con người của lão già lưng còng co sút lại. Hai tay của hắn ta chập lại. Một lần này trực tiếp hợp thành một đường kiếm quang. Thế nhưng mũi kiếm lại vẫn đâm vào mi tâm của hắn ta nửa tấc. Máu tươi bắn thẳng xa mà đúng lúc này đột nhiên trong sân vang lên tiếng giống giận của Diệp Huyền chấn hồn vừa dứt lời một luồng sức mạnh thần bí đã trực tiếp bao phủ lão già lưng còng nhất kiếm định hồn ngay một khắc bị sức mạnh thần bí này bao phủ sắc mặt của lão già lưng còng lập tức thay đổi nhanh chóng hắn ta chợt quát lên một tiếng giận dữ cả người lẫn kiếm của Diệp Huyền bị đánh bay chẳng qua còn chưa bay được bao xa thì An Lan Tú đã xuất hiện sau lưng hắn một bàn tay của nàng dán lên lưng hắn Diệp Huyền dừng lại nhưng An Lan Tú lại bị đánh lùi mấy chục trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của lão già lưng còng phía xa. Lúc này cơ thể hắn ta đang chấn động dữ dội. Một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng phân giải linh hồn của hắn ta. Cùng lúc đó máu tươi vẫn chảy thẳng ra từ mi san của lão già lưng còng. Đúng lúc này đột nhiên hắn ta dán bàn tay vào lồng ngực mình. Chấn vừa dứt lời một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể của hắn ta ngay sau đó cơ thể của lão già lưng còng dần dần khôi phục lại bình thường thấy một màn này sắc mặt của diệp huyền nặng nề hẳn đi thất bại rồi nhất kiếm vô lượng cộng thêm nhất kiếm định hồn và thiên chu kiếm vẫn không đủ giết chết lão già lưng còng trong một giây hai mắt hắn dần dần nhắm lại vẫn là do cảnh giới của mình quá thấp, hoàn toàn không có cách nào để phát huy triệt đề uy lực của nhất kiếm vô lượng. Phía xa, lúc này, sắc mặt của bốn người lão già lưng còng đều cực kỳ nặng nề. Đặc biệt là lão già lưng còng kia, hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Trong nháy mắt vừa rồi đó, hắn ta suýt chút nữa đã bị Diệp Huyền trước mặt chém chết. Lời này nói ai có dám tin chứ? mới đầu tuy hắn ta cũng biết diệp huyền rất yêu nghiệt nhưng hắn ta chưa từng nghĩ tới diệp huyền lại có thể tạo thành uy hiếp đối với mình vì sự tranh lệch giữa hai người họ thật sự quá lớn lớn đến mức hoàn toàn không phải là thứ mà ngoại vật có thể bù lại được cho dù diệp huyền có khởi động giới ngục tháp thì hắn ta cũng có tự tin có thể chống lại được mà điều khiến hắn ta không ngờ tới là vừa rồi diệp huyền lại suýt chút nữa kết liễu hắn ta bằng một nhát kiếm một nhát kiếm. Lão già lương còng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Thật sự đã đánh giá ngươi quá thấp. Diệp Huyền nhếch miệng cười. Thật vậy sao? Lão già lương còng chậm rãi bước về phía hắn. Diệp Huyền không thể không nói. Ngươi đúng là rất yêu nghiệt. Vừa dứt lời, tay phải của hắn ta đặt lên trên thanh kiếm màu vàng bên hông bình. Lúc này, An Lan Tú chặn trước mặt Diệp Huyền. Nàng mở lòng bàn tay ra, một thanh trường thương xuất hiện trong tay lão già lương còng nhìn an lan tú đột nhiên hắn ta biến mất an lan tú bước lên phía trước một bước trường thương trong tay đâm tới như lôi lòng lão già lương còng cũng không xuất kiếm mà tung một quyền về phía trước an lan tú trực tiếp bị đánh lùi lại lão già lương còng không tấn công nàng nữa mà lao về phía diệp huyền mạc tà và liên vạn lý đang định ra tay thì đúng lúc này mấy đường uy áp lớn mạnh trực tiếp bao phủ lấy cả hai người mà một bên khác, lão già lưng còng đó đã tới trước mặt Diệp Huyền. Nhìn hắn ở trước mặt, lão già lưng còng cười dữ tợn. Diệp Huyền, người có biết kiếm này là kiếm gì không? Đây là kiếm thù, đứng đầu vạn kiếm tông trong thiên hạ. Kiếm này vừa ra, vạn kiếm đều khuất phục. Vừa dứt lời, hắn ta chợt rút kiếm ra. Một đường kiếm quang vọt thẳng lên trời. Kiếm này vừa ra, vạn kiếm trong thiên hạ đều khuất phục. Thế nhưng thiên trù kiếm trong tay Diệp Huyền lại không phục kiếm thủ thế nào là kiếm thủ tức là đứng đầu các kiếm trong thiên hạ không thể không nói trong nháy mắt lão già này rút thanh kiếm màu vàng này ra diệp huyền lập tức cảm giác được một luồng kiếm ý mạnh mẽ kiếm ý của bản thân thanh kiếm thế nhưng thiên chu kiếm trong tay hắn lại không phục thiên chu kiếm năm ấy chính là thanh kiếm sắc bén nhất ở một vũ trụ nào đó có thể nó không phải là thanh kiếm mạnh nhất nhưng nó tuyệt đối là thanh kiếm sắc bén nhất một khắc này, trong thân kiếm của thiên chu kiếm cũng bùng phát ra một luồng kiếm ý ngút trời. Kiếm ý của bản thân thanh kiếm, Diệp Huyền thừa thế rút kiếm chạm một đường, một tiếng kiếm minh chấn động chân trời. Hai thanh kiếm vừa va chạm vào nhau, một mảnh kiếm quang đột nhiên bùng phát ra trước mặt hai người. Trong nháy mắt, không gian xung quanh trong vòng 10.000 trượng trực tiếp bị kiếm quang dập nát. Nhưng rất nhanh, những mảnh không gian xung quanh đó đã khôi phục lại như thường. Mà lúc này, Diệp Huyền lại lui tới trước bức tường kiếm khí. Một vệt máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng hắn. Đối diện với hắn, lão già lưng còng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Kiếm trong tay hai người đều chấn động dữ dội. Trong nháy mắt yên lặng, đột nhiên kiếm trong tay hai người dãy khỏi tay họ rồi bay tới. Một mảnh kiếm quang lại bùng phát ra, rất nhanh trên đỉnh đầu hai người hai thanh kiếm giống như phát điên chém loạn vào nhau kiếm thủ thiên chu cơn giận của hai thanh kiếm đều cực lớn đặc biệt là thiên chu kiếm diệp huyền chưa từng cảm thấy thiên chu kiếm giận dữ như thế bao giờ thanh kiếm này đang liều mạng trong sân mọi người đều đang nhìn hai thanh kiếm đó không thể không nói hai thanh kiếm này đều là thần kiếm đương thời mà lần này rõ ràng hai thanh kiếm đang tranh giành vị trí số một lão già lưng còng nhìn về phía thanh kiếm thủ đó, sau đó tay phải của hắn ra phung một cái, muốn triệu hồi thanh kiếm đó về. thế nhưng kiếm thủ hoàn toàn không để ý đến hắn ta. sắc mặt của lão già lưng còng nặng nề, mà lúc này Diệp Huyền ở cách đó không xa đột nhiên nói: Thiên Chu, chém chết lão tử này đi, chém chết. có được sự ủng hộ của hắn, Thiên Chu kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm minh, sau đó bắn ra những đường kiếm quang chém về phía thanh kiếm thủ kia lão già lưng còng không còn kiếm thủ nữa. Hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu người phía sau ngươi đã không ra ngoài, vậy thì ngươi đi chết đi. Cùng ra tay. Vừa dứt lời, bốn người bọn họ đều định ra tay, mà ba người An Lan Tú bên cạnh Diệp Huyền cũng trực tiếp lao lên. Đánh lại được không? Chắc chắn không đánh lại được. Vì cảnh giới tranh lệch quá lớn, nhưng bọn họ phải đánh. Lần này tới bọn họ đã làm xong dự tính xấu nhất rồi. Ba người vừa xông ra ngoài đã trực tiếp bị đánh bay, mà ba người lão già lưng còng kia cũng không quản đám người An Lan Tú nữa. Bọn họ lao thẳng về phía Diệp Huyền, giết Diệp Huyền. Diệp Huyền mới là đại họa trong lòng bọn họ. Thấy bốn người xông tới, Diệp Huyền giữ tợn cười. Hắn quát một tiếng giận dữ, ngay sau đó đột nhiên một tiểu tháp hư ảo xuất hiện giữa mi tâm của hắn ta giới ngục tháp, một luồng uy áp mạnh mẽ trực tiếp che phủ bốn người lão già lưng còng, mà vào một khắc này, tốc độ của bốn người bọn họ cũng giảm xuống. Nhìn thấy giới ngục tháp tại mi tâm của hắn, vẻ mặt của bốn người cũng lập tức trở nên dữ tợn. Hiển nhiên, bọn họ sẽ không bị Diệp Huyền dọa sợ. Bốn người tăng tốc độ, bốn đường khí tức lớn mạnh can quét thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền định thúc giục giới ngục tháp thì đúng lúc này bốn người đó lại đột ngột dừng lại. Cả bốn người quay phát người đi, chỉ thấy một luồng khí tức lớn mạnh đến cực điểm càn quét tới. Sắc mặt cả bốn người thay đổi, đồng loạt ra tay. Cùng với một tiếng nổ tung vang vọng, cả bốn trực tiếp bị đánh lùi lại liên tiếp. Lần này, lùi xa ước chừng nghìn trượng. Bốn người Diệp Huyền sững sờ, bọn họ nhìn về phía xa, ở đó có một nữ tử chậm rãi bước tới. Ngay khi nhìn thấy người tới, Diệp Huyền ngây người. Tiếp đó, hắn ta bay thẳng tới trước mặt nữ tử kia, sau đó ôm chầm lấy nàng. Tỷ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Người tới chính là Giản Tự Tại. Giản Tự Tại đã rất lâu rồi không gặp. Đã từng là thiên tài số một của thần tộc, được Diệp Huyền ôm chặt, Giản Tự Tại hơi sững sờ. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đánh bay Diệp Huyền ra, nàng liếc mắt quan sát hắn. Tỷ sao? Diệp Huyền cười lấy lòng, người không phải là tỷ tỷ của ta sao? giản tự tại lúc này diệp huyền đi tới trước mặt giản tự tại với vẻ mặt khổ sở tỷ cuối cùng người cũng tới rồi ta thàm quá trời giản tự tại trước đó rất lâu hắn đã liên lạc với giản tự tại nhưng đối phương mãi vẫn không trả lời hắn mà lần này hắn không ngờ đối phương lại thật sự tới trở về rồi lần đầu tiên diệp huyền cảm thấy giản tự tại rất thân thiết giản tự tại liếc mắt quan sát hắn hơi gật đầu không tồi, không tồi, vậy mà khí tức của ngươi lại hùng hậu như thế. Xem ra bán bộ đăng phong cảnh bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ ỉ lớn bắt nạt nhỏ. ỉ lớn bắt nạt nhỏ, giản tự tại nhìn về phía bốn người lão già lưng còng cách đó không xa. Nàng liếc mắt quan sát bọn họ, đăng phong cảnh đỉnh phong. Đăng phong cảnh đỉnh phong, lão già lưng còng híp hai mắt lại. Các hạ là ai? Giản tự tại mỉm cười, giản tự tại lão già lưng còng hơi nhíu mày chưa từng nghe qua dàn tự tại bất chợt biến mất cả người lão già lưng còng bay ngược ra sau khoảng đi nghìn trượng mà ngay khi hắn ta dừng lại trên má phải của hắn ta đã có thêm một dấu bàn tay đỏ hồng dàn tự tại nhìn hắn ta bây giờ đã nghe qua chưa lão già lưng còng nhìn dàn tự tại hắn ta không hề giận trong mắt chỉ có nghi ngờ ngươi bán bộ vị chi sao bán bộ vị chi sau khóe miệng của giản tự tại hơi nhấc lên người đoán xem lão già lưng còng nhìn chằm chằm vào nàng ngươi là gì của Diệp Huyền giàn tự tại liếc mắt nhìn Diệp Huyền ta là gì của ngươi Diệp Huyền vội vàng đáp tỷ ngươi là tỷ tỷ của ta giàn tự tại cười ha hả sau đó nhìn về phía lão già lưng còng đã nghe thấy chưa lão già lưng còng nhìn nàng vốn tưởng nữ tử váy trắng sẽ xuất hiện nhưng không ngờ nàng ta còn chưa xuất hiện ngược lại có thêm một người được gọi là tỷ tỷ của hắn nữ tử váy trắng sao Giản tự tại nhìn lão già lưng còng. Người muốn nàng ta xuất hiện sao? Lão già lưng còng không thay đổi nét mặt. Không được sao? Giản <laughs> tự tại chợt cười lớn tiếng. Sau khi cười một lúc, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Mấy kẻ địch này của ngươi đúng là quá nực cười. Diệp Huyền... Giản tự tại nhìn về phía lão già lưng còng. Khóe miệng hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm. Người có biết nữ tử váy trắng là ai không? Lão già lưng còng đáp. Không biết. Giàn tự tại lắc đầu, các ngươi thật đúng là một đám đầu heo. Không, ta không nên sỉ nhục heo. Sắc mặt của lão già lưng còng hơi khó coi, hắn ta nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu nàng ta đã không xuất hiện, vậy thì ngươi chết thay nàng ta đi. Vừa dứt lời, lòng bàn tay của hắn ta mở ra, một lá bùa đột nhiên bay ra. Ngay sau đó, một luồng uy áp ngút trời bất chợt xuất hiện trong không trung. Giàn tự tại ngẩng đầu nhìn qua, bầu trời chợt u ám hẳn đi. Rất nhanh, một mảnh sao trời đã xuất hiện trên đầu của mọi người. Trời sao vô tận, giản tự tại nhìn về phía lão già lưng còng. Hắn ta cười dữ tợn, tay trái xoay mạnh, tinh hà khôi tần. Vừa dứt lời, mảnh sao trời trên đầu mọi người đó lập tức bùng cháy. Vô số tinh quang bắt đầu hóa thành những đốm lửa bắn nhanh về phía giản tự tại ở bên dưới. Sao trời bùng cháy, giản tự tại dẫm nhẹ chân phải, cả người nàng đã xuất hiện trong bầu trời sau đó. Ngay sau đó, sao trời bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một. Thấy một màn này, sắc mặt của đám người lão già lưng còng thay đổi. Lúc này, đột nhiên lão già lưng còng giận dữ quát, chàm thần thằng. Vừa dứt lời, đột nhiên xung quanh xuất hiện bốn đường kim quang. Ngay sau đó, bốn sợi dây thần dài màu vàng bắn nhanh về phía giản tự tại cùng lúc đó sức mạnh của vô số tinh quang bốc cháy xung quanh ùn ùn kéo nhau đổ dồn về phía nàng thấy một màn này sắc mặt của đám người Diệp Huyền bên dưới lập tức nặng nề giản tự tại sẽ gặp nguy hiểm sau Diệp Huyền nhìn về phía chân trời lúc này đột nhiên giản tự tại vung tay phải một cái trong nháy mắt sức mạnh tinh quang bên phải nàng trực tiếp biến mất không còn thấy đâu nhưng bốn sợi tơ màu vàng đó lại không biến mất không chỉ như thế, lúc này, không gian xung quanh nàng đã bị những sợi tơ màu vàng che phủ tầng tầng lớp lớp. Giàn tự tại hơi nhíu mày, hai tay nàng mở ra. Trong phút chốc, không gian xung quanh nàng trực tiếp bắt đầu chấn động. Những sợi tơ vàng đó bắt đầu từ từ lùi lại. Nhưng rất nhanh, nhiều sợi tơ vàng hơn lại xuất hiện xung quanh nàng. Thấy một màn này, khóe miệng của giàn tự tại nhếch lên. Khá thú vị đây. Dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên nàng nhìn về phía Diệp Huyền bên dưới. Bọn họ muốn giữ chân ta, giữ chân giản tự tại. Diệp Huyền sững sờ, rất nhanh, sắc mặt của hắn đã thay đổi. Sau đó nhìn về phía lão già lưng còng ở cách đó không xa. Lão già lưng còng cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyền, người có biết sợi tơ màu vàng đó là thứ gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lão già lưng còng nở nụ cười. Đang định nói thì đúng lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía chân trời. Vật này cùng lắm chỉ giam được nữ nhân này 15 phút, người cứ tiếp tục phí lời đi. Nghe vậy, lão già lưng còng lập tức không phí lời nữa. Hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó định ra tay. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền nói, không phải các ngươi muốn bảo vật này sao, ta cho các ngươi. Vừa dứt lời, giới ngục tháp ở mi tâm hắn đột nhiên bay ra. Ngũ duy trí bảo, Nhìn thấy ngũ duy trí bảo đám người lão già lưng còng lập tức dừng lại. Trong mắt bốn người đều mang theo vẻ tham lam. Mà đúng lúc này, giọng nói ở phía chân trời đó lại truyền ra. Đồ ngu! Hắn muốn kéo dài thời gian, giải quyết hắn trước đi. Nghe vậy, bốn người lão già lưng còng lấy lại bình tĩnh. Cả bốn người nhìn về phía Diệp Huyền. Mà lúc này, Diệp Huyền nắm giới ngục tháp ném mạnh về phía chân trời. Tặng người Thấy một màn này, sắc mặt của đám người lão già lưng còng lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không hề ra tay mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chẳng qua lúc này, đột nhiên giới ngục tháp lại rơi xuống. Giới ngục tháp rơi vững vàng xuống trước mặt Diệp Huyền. Đối phương cũng không nhận. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyền lập tức nặng nề. Mẹ nó chứ, đối phương không mắc bẫy. Hắn vốn muốn rời mâu thuẫn đi, nhưng bây giờ xem ra đã không còn hy vọng rồi lão già lưng còng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Người này chính là tai họa, giải quyết hắn trước. Vừa dứt lời, hắn ta đã lao thẳng tới. Mà sau lưng hắn ta, ba người Trần Biệt Giang cũng xông tới cùng lúc. Thấy bốn người lao về phía mình, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức trở nên dữ tợn. Ngay lúc hắn định liều chết một trận, thì đột nhiên một tiểu nữ hài rơi xuống trước mặt hắn, tiểu nữ hài nhét tay phải vào trong túi quần tay trái cầm một sâu kẹo hồ lô chân phải dẫm nhẹ một cái trong miệng còn ngâm nga giai điệu không biết tên sông lớn mặc sức chảy sao trên trời đi về nơi đâu về nơi đâu ôi chao gà con ơi ôi chao ý a à, ý a à. gặp chuyện bất bình thì cho một đập gà con ơi ý a à, ý a à. tiểu nữ hài ngay khi nhìn thấy tiểu nữ hài này diệp huyền lập tức thở vào một hơi nhẹ nhõm trước khi tới hắn đã kêu tiểu linh nhi gọi nàng hắn chắc chắn sẽ không liều mạng với hiên viên gia và các thế lực khác chỉ với sức của một mình mình vì hắn hoàn toàn không thể liều được chẳng qua điều khiến hắn không ngờ đến nhất chính là tiểu nữ hài này có tới hơi muộn nếu không phải giàn tự tại xuất hiện thì chỉ sợ hắn đã lạnh ngắt được một lúc rồi tiểu nữ hài đứng trước mặt diệp huyền nàng ăn mặc thật sự có hơi kỳ lạ miệng vẫn còn gặm một cây kẹo hồ lô, cả người thoạt nhìn có hơi hoang dã. Thấy tiểu nữ hài xuất hiện, sắc mặt của đám người lão già lưng còng lập tức nặng nề hẳn đi. Bọn họ vẫn chưa quên lúc trước, chính người này đã dùng một quyền đấm chết môn chủ của kiếm vũ môn trong một giây. Đối với tiểu nữ hài, bọn họ vẫn khá là kiêng rẻ. Tiểu nữ hài liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Đánh ai? Đánh ai? Khóe miệng của Diệp Huyền hơi co rút. Tiểu nữ hài này rất thẳng thắn. Diệp Huyền chỉ vào bốn người lão già lưng còng cách đó không xa, đánh bọn họ. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn lão già lưng còng, nắng liếc mắt quan sát hắn ta một lượt. Người qua đây, ta đánh chết ngươi. Diệp Huyền... Lão già lưng còng nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài, rốt cuộc ngươi là ai? Thân là thế lực đỉnh cấp nhất huyền hoàng đại thế giới. Tình báo của bọn họ tuyệt đối là siêu số một. Thế nhưng, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về mấy người sau lưng Diệp Huyền. Chẳng tra ra được gì cả. Cho dù là nữ tử váy trắng trước đây hay là tiểu nữ hài và giản tự tại đang ở trên trời vừa mới xuất hiện kia. Bọn họ đều không biết gì. Tiểu nữ hài không hề để ý đến lão gián lưng còng. Nàng liếm kẹo hồ lô. Đợi ta ăn xong ta sẽ đánh chết người. Diệp Huyền... Ở phía xa, lão gián lưng còng kia cười dữ tợn. Các hạ nói chuyện ngông cuồng thật. Tiểu nữ hài chỉ nhìn hắn ta mà chẳng nói gì cả bàn chân nhỏ của nàng đung đưa nhẹ, rất có tiết tấu. Đúng lúc này, môn chủ thiên môn ở bên cạnh lão già lưng còng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn ta đã đột ngột xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài, đồng thời cũng chém thẳng một thanh thủy thủ lên cổ họng của nàng, mà tiểu nữ hài cũng không hề tránh né. Thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức thay đổi. Hắn định ra tay, nhưng lúc này, một màn tiếp sau đó lại khiến hắn ngây người trong nháy mắt trùy thủ của môn chủ thiên môn chém qua cổ họng của tiểu nữ hài, thanh thủy thủ đó trực tiếp nát vụn thành bột. Cùng lúc đó, môn chủ thiên môn bị đánh bay ngược ra sau mấy trăm trượng. Không chỉ Diệp Huyền sững sờ, mà những người có mặt ở đó đều sững sờ. Ở phía xa, môn chủ thiên môn nhìn tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người... sao người có thể? Không bị sao hết. Mọi người đều ngu người cả. Tiểu nữ hài này đỡ một đòn của môn chủ thiên môn lại không mày may bị thương chút nào. Nhục thân này. Lúc này Diệp Huyền ở phía sau tiểu nữ hài cũng sừng sốt. Hắn vẫn luôn cho rằng nhục thân của mình đã đủ mạnh rồi. Nhưng bây giờ đây so với tiểu nữ hài này quả thật là vẫn yếu như sen. Đúng lúc này đột nhiên tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm giữa không trung kia. Ngay khi nhìn thấy hai thanh kiếm đó nàng hơi nhíu mày. Kiếm thủ sao? Kiếm thủ? Cách đó không xa, lão già lưng còng nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi nhận ra thần kiếm của hiên viên gia ta. Tiểu nữ hài liếc mắt nhìn lão già lưng còng, hiên viên gia sau, đây rõ ràng là của tiểu bạch nhà ta. Vừa dứt lời, nàng vẫy tay phải, một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp bao phủ thành kiếm thủ đó, mà kiếm thủ lại bùng phát ra một đường kiếm quang rực rỡ chém về phía luồng sức mạnh này. Thấy một màn này, tiểu nữ hài nhíu chặt mày, ngay sau đó nàng đột nhiên biến mất. Khi lại xuất hiện, thân đã ở giữa không trung, trực tiếp nắm lấy thanh kiếm thủ đó. Kiếm thủ rung lên dữ dội, định phản kháng. Tiểu nữ hài giơ tay đập cho một cái. Kiếm thủ rung mạnh một cái. Kiếm quang trên thân trực tiếp vỡ vụn. Tiểu nữ hài lại đập một cái lên kiếm thủ. Cứ như vậy, sau khoảng 15 phút, thanh kiếm thủ đó bắt đầu run lầy bẩy, không dám phản kháng nữa. Tiểu nữ hài nhìn kiếm thủ với vẻ mặt không có cảm xúc. Có phải không nhận ra ta không? kiếm thù run rẩy giống như đang nói gì đó. Tiểu nữ hài nhíu mày, linh trí ngủ say. Nói đến đây, nàng ném thanh kiếm đến trước mặt Diệp Huyền, đánh thức linh trí của nó đi. Diệp Huyền sững sờ sau đó hỏi, đánh thức kiểu gì? Tiểu nữ hài đáp, cho nó kiếm ý. Diệp Huyền vội vàng giải phóng kiếm ý của mình. Thanh kiếm đó bắt đầu điên cuồng hấp thụ kiếm ý của hắn. Mà cách đó không xa, đột nhiên lão già lưng còng tức giận quát. Đó là thần kiếm của hiên viên gia ta, người... Tiểu nữ hài nhìn về phía lão già lưng còng. Đồ không biết xấu hổ. Thần kiếm của nhà ngươi cái gì? Đây rõ ràng là của nhà ta. Lão già lưng còng giận dữ. Ngươi... Tiểu nữ hài cách đó không xa tung một quyền. Bất thình lình như vậy, lão già lưng còng trực tiếp bị đánh bay ra xa nghìn trượng. Mà vào một khắc này, kiếm trận và bức tường kiếm khí xung quanh đó cũng trực tiếp biến mất không còn bóng dáng đâu thấy một màn này vẻ mặt của ba người trần biệt giang kiếm vũ môn đó lập tức trở nên cực kỳ nặng nề thực lực của tiểu nữ hài này không phải là yêu nghiệt bình thường thôi đâu xa xa máu tươi chảy ra từ khóe miệng của lão già lưng còng một quyền vừa rồi đã trực tiếp đánh lục phủ ngũ tạng của hắn ta bị trọng thương sức quá mạnh vẻ mặt của lão già lưng còng u ám vô cùng thực lực của tiểu nữ hài này thật sự quá đáng sợ hoàn toàn không phải là người mà hắn ta có thể địch lại được ở phía xa, một tiếng kiếm minh chợt vang vọng. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền. Thanh kiếm thủ trong tay Diệp Huyền đó đột nhiên run lên dữ dội. Sau đó nó bay đến trước mặt tiểu nữ hài, hơi rung lên giống như đang nói gì đó. Tiểu nữ hài gật đầu, đã lâu không gặp. Kiếm thủ hơi rung lên, sau đó quay xung quanh tiểu nữ hài một vòng. Lúc này tiểu nữ hài đột nhiên lắc đầu. Bạch đang ở một nơi rất xa, rất xa. Ngươi không tìm được đâu, ta... Ngươi xem, ta chỉ là một phân thân, hơn nữa còn để lại từ rất lâu trước đây rồi. Lúc đó ta vẫn còn rất yếu, phân thân để lại cũng hơi yếu cho nên không có cách nào dẫn ngươi đi. Kiếm thủ hơi rung nhẹ, phát ra một tiếng kiếm minh yếu ớt. Tiểu nữ hài im lặng một lúc, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi theo hắn đi, sau này hắn chắc chắn có thể tìm được Dương ca. Kiếm thủ quay người về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng đáp: Đúng đó, đúng đó. Sau này ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người đó. Tiểu nữ hài bảo. Bạch. Bạch. Diệp Huyền hỏi. Chính là tiểu nữ tử kia sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Bạch của ta thiên hạ vô địch. Diệp Huyền... Tiểu nữ hài nói. Ngươi đi theo hắn đi. Hắn là người một nhà. Người một nhà. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài. Ta là người một nhà sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Người một nhà. Diệp Huyền cười khà khà. Đúng, ta là người một nhà. Tiểu nữ hài vỗ vỗ tay, sau đó quay người nhìn về phía ba người lão già lưng còng kia. "Kẹo hồ lô của ta đã ăn xong, các ngươi chết đi." Vừa dứt lời, đột nhiên nàng lao ra ngoài, nhục thân trực tiếp xé rách không gian. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của lão già lưng còng lập tức thay đổi, "Giúp ta." Vừa dứt lời, hai tay hắn ta chợt siết chặt, sau đó xông mạnh tới. Cùng lúc đó, mấy người phía sau hắn ta cũng lao ra ngoài theo. Bốn đấu một, đối diện với bốn người, tiểu nữ hài không hề sợ hãi, nàng giơ tay tung một quyền, một quyền rất đơn giản nhưng lại rất bạo lực. Quyền tung ra, không gian trước mặt tiểu nữ hài trực tiếp sụp đổ, một luồng sức mạnh to lớn lập tức đánh bay bốn người lão già lưng còng, trong đó nhục thân của lão già lưng còng dẫn đầu, còn trực tiếp nổ vỡ chỉ còn lại linh hồn, mà ba người còn lại cũng đều bị thương nặng. Thực lực của tiểu nữ hài quá đáng sợ mà cách đó không xa, sau khi lão giả lưng còng đó dừng lại, đột nhiên hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tức giận quát, còn không ra tay. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng lại lấy ra một cây kẹo hồ lô khác liếm liếm, sau đó hỏi, "Ra tay không?" Trong tầng mây, bạch y lão giả của thần điện kia nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài mà chẳng nói gì cả. Tiểu nữ hài nhìn về phía lão giả lưng còng cách đó không xa, hắn ta không dám ra tay. Ngươi đợi ta ăn xong cây kẹo hồ lô này, sau đó ta sẽ đánh chết các ngươi. Diệp Huyền hơi chần chừ, sau đó nói, hay là đánh chết bọn họ trước rồi ăn sau. Tiểu nữ hài nghĩ ngợi, sau đó nàng đưa cây kẹo hồ lô tới trước mặt hắn, cầm hộ ta. Diệp Huyền vội vàng nhận lấy cây kẹo hồ lô. Tiểu nữ hài đi về phía bốn người lão già lưng còng, nàng nhuền miệng cười. Thật ra ta cũng hơi muốn ăn thịt người. Nói đến đây, dường như nàng nghĩ đến gì đó, đột nhiên nhẹ giọng bảo. Dương ca không ở đây, ta có thể ăn, dù sao hắn ta cũng không biết. Nói xong, nàng lao thẳng tới. Cách đó không xa, sắc mặt của bốn người lão già lưng còng thay đổi. Lúc này môn chủ thiên môn, trong số đó đột nhiên xông ra. Trong nháy mắt hắn ta lao ra ngoài đó, những tàn ảnh lần lượt xuất hiện sau lưng hắn ta. Tốc độ nhanh đến cực điểm, gần như chỉ trong phút chốc, hắn ta chém thẳng một đao lên hai cái sừng trên đầu của tiểu nữ hài. Trong ánh mắt của mọi người, thành đào đó của môn chủ thiên môn trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức ngây người mà môn chủ thiên môn đó đang định lùi lại. Thì lúc này, tiểu nữ hài lại trực tiếp dùng một tay tóm lấy cổ họng của hắn ta. Môn chủ thiên môn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Tại sao? Tại sao? Người... Lúc này, tiểu nữ hài chợt há miệng cắn một cái. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tiểu nữ hài nuốt chừng đầu của môn chủ thiên môn mọi người đầu óc của diệp huyền cũng trống rỗng tiểu nữ hài này nói muốn ăn thịt người cũng không phải là đang nói đùa nàng không hề nói đùa nàng thật sự sẽ ăn thịt người diệp huyền nhìn mà ra đầu hơi tê dần quá máu me cứ như vậy trong ánh mắt của tất cả mọi người tiểu nữ hài trực tiếp nuốt chừng môn chủ thiên môn đó cách đó không xa ba người lão già lưng còng đó đã bắt đầu run rẩy lúc này tiểu nữ hài đi đến trước mặt diệp huyền nàng duỗi tay ra Diệp Huyền vội vàng đưa cây kẹo hồ lô tới. Tiểu nữ hài nhận lấy, sau đó liếm kẹo nhẹ giọng bảo, hình như không ngon bằng kẹo hồ lô. Diệp Huyền nuốt nước miếng, sau đó nói, người thật sự ăn thịt người sao? Tiểu nữ hài nhìn về phía hắn, các người không ăn thịt heo sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Tiểu nữ hài nhún vai, các người có thể ăn yêu thú, vậy tại sao yêu thú không thể ăn các ngươi? Diệp Huyền nghe được lời của tiểu nữ hài, vậy mà Diệp Huyền lại không có cách nào phản bác nhân loại tàn sát những xúc sinh nhỏ bé yếu ớt làm thức ăn vậy tại sao những sinh linh cường đại khác lại không thể coi nhân loại là thức ăn đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm đúng lúc này tiểu nữ hài chợt hỏi vừa rồi ta ăn gì thế diệp huyền sững sờ sau đó vội vàng đáp không ngươi chỉ ăn kẹo hồ lô thôi cũng không ăn gì khác cả tiểu nữ hài nhìn hắn chớp mắt thật sao diệp huyền gật đầu thật tiểu nữ hài gật đầu ta là người theo chủ nghĩa ăn chay Ừ, ta chỉ ăn chay thôi. Diệp Huyền... Tiểu nữ hài liếm kẹo hồ lô trong tay, sau đó nàng nhìn về phía ba người lão già lưng còng ở phía xa. Lúc này, sắc mặt của ba người đó đã trở nên cực kỳ nặng nề. Không đúng, nên nói là sợ hãi mới phải. Tiểu nữ hài này thật sự ăn thịt người. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Rất nhanh, một nữ tử đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, giản tự tại. Nàng phủi nhẹ vạt áo trước ngực cười bảo, Trận pháp đó khá thú vị đấy. Nhìn thấy giản tự tại, vẻ mặt của lão giản lưng còng ở cách đó không xa, lại bình tĩnh khác thường. Diệp Huyền nhìn thẳng, tiểu nữ hài nhìn giản tự tại. Giản tự tại cũng đang nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài liếc mắt quan sát giản tự tại gật đầu. Chắc ngươi đánh nhau giỏi lắm. Giản tự tại cười bảo, ngươi là yêu thú sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Giản tự tại lại hỏi, trùng lại gì? Diệp Huyền... Tiểu nữ hài xoa xoa cái rừng trên đầu mình, sau đó đáp, "Có khả năng ta thuộc loài châu." Khóe miệng của Diệp Huyền hơi co giật, tiểu nữ hài này không biết mình là gì luôn. Giản tự tại đi đến trước mặt tiểu nữ hài, nàng liếc mắt nhìn cặp rừng trên đầu đối phương sau đó hỏi, "Nhục thân của ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi?" "Nhục thân đã đạt đến trình độ gì sao?" Đám người Diệp Huyền cũng nhìn về phía tiểu nữ hài, đây cũng là chuyện mà bọn họ muốn biết. Trong ánh mắt của mọi người, Tiểu nữ hài lại vung tay một cái, Thiên Chu kiếm bay thẳng vào trong tay nàng, ngay sau đó nàng cầm Thiên Chu kiếm bất ngờ bổ một nhát lên đầu mình. Thiên Chu kiếm rung lên dữ dội, phát ra một tiếng va chạm, mà tiểu nữ hài lại không mấy may bị thương gì cả, Thiên Chu kiếm thậm chí còn không để lại một dấu vết nào trên đầu nàng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đặc biệt là Diệp Huyền hắn hiểu vô cùng rõ sự đáng sợ của thiên chu kiếm, thế nhưng tiểu nữ hài này lại có thể kháng được cả thiên chu kiếm, không bị thương tích gì cả. đây chính là yêu nghiệt gì vậy? tiểu nữ hài búng tay vào thiên chu kiếm, sau đó nhìn về phía diệp huyền. thiên hạ không có thanh kiếm nào có thể phá được hàng phòng thủ của ta, chẳng qua có người có thể phá được. diệp huyền hơi do dự, sau đó hỏi bà thanh kiếm trên đỉnh tháp có thể phá không? Tiểu nữ hài lắc đầu, bọn chúng không thể, không có chủ nhân của chúng, một quyền của ta có thể đánh chúng ra bã. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi từng đánh chủ nhân của thanh kiếm trên đỉnh tháp rồi sao? Tiểu nữ hài hơi dừng lại, nàng nghĩ một lúc lâu, sau đó mới đáp, theo lý mà nói ta nhỏ hơn bọn họ, nhỏ hơn nhiều lắm, ngươi hiểu không? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, hiểu, ta hiểu. Tiểu nữ hài liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn về phía ba người lão già lưng còng ở cách đó không xa, nên kết thúc rồi vừa dứt lời tay phải của nàng siết chặt lại. Một luồng sức mạnh to lớn ngưng tụ ra từ trong nắm đấm đó. Một khắc này, sắc mặt của tất cả những người có mặt ở đó đều thay đổi. Trong mắt giản tự tại cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Sức của tiểu nữ hài này không phải mạnh bình thường thôi đâu. Ở phía xa, lão giả lưng còng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn ta biết thần điện sẽ không ra mặt giúp đỡ. Không đúng nên nói là thần điện đang đợi đợi bọn họ dùng hết sạch toàn bộ con áp trù bài để làm tiêu hao hai tiểu nữ hài trước mặt Diệp Huyền. Sau đó thần điện mới ra ngoài kết thúc. Lão giả lưng còng thu lại suy nghĩ, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, nếu ngươi chịu dừng lại ở đây, hiền viên ta ta sẽ không đối địch với ngươi nữa, cũng sẽ không nhòm ngó ngũ duy trí vào trong tay ngươi. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền không thay đổi vẻ mặt, đánh chết bọn họ Bây giờ còn giảng hòa sau, hắn cảm thấy có hơi nực cười. Hắn biết rất rõ đối phương giảng hòa chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Một khi giản tự tại và tiểu nữ hài không còn ở đây, cũng không biết đối phương sẽ thu phục hắn như thế nào nữa. Có một câu, nhân lúc người bệnh mà lấy mạng ngươi. Nghe được lời của Diệp Huyền, tiểu nữ hài xông thẳng tới. Cách đó không xa, lão giả lưng còng cười dữ tợn. Nếu ngươi đã muốn cá chết lưới rách, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi vừa dứt lời đột nhiên hắn ta lấy một miếng lệnh bài màu vàng kim ra bấm vào đầu ngón tay một cái một giọt máu tươi nhỏ lên trên lệnh bài đó mời tổ tiên tổ tiên ở gần đó khóe miệng diệp huyền hơi co rút tại sao những thế lực này lại triệu hồi tổ tiên không có ai khác để triệu hồi hay sao lão già lương còng vừa dứt lời lệnh bài màu vàng trong tay hắn ta đột nhiên rung lên dữ dội ngay sau đó một luồng sáng vàng vọt thẳng lên trời trong luồng sáng ấy, một bóng người chợt ngưng tụ ra, là một nam tử trung niên. Sau khi nam tử trung niên này xuất hiện, một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức xuất hiện trong sân, toàn bộ không gian trong vòng mấy vạn dặm trực tiếp chấn động, không thể chứa nổi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức nặng nề hẳn đi. Người xuất hiện này có hơi lợi hại, hắn hơi do dự, sau đó lại gần bên cạnh tiểu nữ hài và giản tự tại tiểu nữ hài nhìn nam tử trung niên trong ánh sáng vàng kia, nàng liếm cây kẹo hồ lô với vẻ mặt rất bình tĩnh. trong một chỗ tối tăm nào đó, huyền hoàng chủ nhìn nam tử trung niên kia khẽ cười, lão tổ của hiên viên gia sau khá thú vị đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 125 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm đạo độc hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.